Tại cảnh Tokage, Momo đã biến thành một con rồng khổng lồ giống Kaido khác mỗi màu và sức mạnh. Luffy cũng rất ngạc nhiên vì Momo đã thay đổi. Đó là nhờ năng lực trái Zuku của Shinobu biến Momo thành hình dáng lúc 28 tuổi. Luffy đang rất hăng hái để chuẩn bị trở lại đỉnh Onigashima. Momo đã bắt đầu bay lên. Nhưng vì cao quá và chứng sợ độ cao tái phát nên hai cậu đã rơi xuống đất. Phía bên trên đỉnh Onigashima, Yamato đang ăn hành từ Kaido. Hắn giơ cây chì to tướng kể cổ Yamato và bảo mày không thể nào trở thành Oden được. Nhưng cô hét lên và bảo mình ngưỡng mộ Oden và không có gì có thể ngăn cản được. Tại Onigashima 20 năm trước, Yamato đang đập thuộc hạ Kaido và đang ảo Oden đòi khôi phục lại Wano Quốc. Bọn họ đã tóm được cô, và trong lúc đó cô đã bộc phát Haki Bá Vương, làm bất tỉnh đám lính đòi bắt cô, nhưng những tên còn tỉnh đã bắt được cô. Sau đó Kaido đã tới và đoán được là do Haki Bá Vương của con mình gây ra, và khen ngợi cô, nhưng vì cô một mực nhận mình là Oden nên ông đã giam cô ở đây một tháng và không cho ăn. Vừa đây có những Samurai ở Wano Quốc, tên Kaido đã giam giữ họ và nói cho họ một tháng nếu muốn gia nhập đội quân của hắn thì hãy nói to lên cái lỗ kia. Hắn đã cho bọn họ thức ăn nhưng chỉ đủ cho một người. Họ là những Samurai khét tiếng ở Wano Quốc. Sau khi nghe tin Oden bị xử tử, họ đã đứng lên nổi loạn và bị Kaido bắt vào trong đây. Yamato đang lo sợ rằng mình sẽ bị họ giết vì căm thù cha mình và cũng đang rất đói, nhưng mà chỉ có một phần cơm. Một vị Samurai đã bước tới cầm thanh kiếm của mình, cứ ngỡ là chém cô, nhưng ông đã chém con ruồi và mang tới đồ ăn cho cô, rồi nói hãy ăn đi vì Samurai không biết đói bụng. Sau đó cô đã không khách sáo và chén sạch. Sau khi ăn xong, cô đã luyện võ cùng các Samurai. Ngủ một giấc thì Yamato đã lấy ra cuốn nhật ký hải trình của Oden. Vì có những ký tự kỳ lạ nên cô đã nhờ họ đọc dùng. Sau khi Roger trở thành vua hảo tặc thì bọn họ đã biết hết tất cả về thế giới này. 100 năm lịch sử bỏ trống, gia tộc có chứa đi và những thứ vũ khí cổ đại. Oden còn viết trong khoảng 20 năm sau sẽ có một người trẻ dẫn đầu thời đại tiến về tân thế giới, và nếu ta chết đi họ chính là người sẽ hạ được Kaido. Yamato bảo cô sẽ sát cánh cùng họ trong trận quyết chiến đó. Vì chờ đợi 20 năm là quá lâu nên họ đã quyết định cắt hòn đá đi quyết chiến với Kaido và giao lại Wano cho cô. Trở lại hiện tại, vì được những vị Samurai giao trách nhiệm và tin tưởng Luffy nên cô vẫn đang cố hết sức để ngăn cản Kaido. Bên dưới cảng Tokage, Luffy đang tức giận vì Momo đã rớt xuống dưới vì chứng sợ độ cao. Trở lại đỉnh sọ, Kaido và Yamato đang chiến đấu gay gắt. Lần này cô đã làm Kaido chảy máu với chiêu Mizo Mao Tai. Lúc này cây chì của cô đã biến thành băng và đập Kaido lăn ra đất, nhưng vẫn không thấm và làm ông tức giận trở nên điên cuồng hơn. Hắn tấn công dồn dập và cô không thể kháng cự. Trong lúc đó, bị Luffy kéo râu đau quá và nhớ đến những Samurai đã hy sinh trong trận chiến nên Momo đã bay lên với tốc độ tối đa. Họ đã lên tới đỉnh Onigashima. Vì không dám mở mắt nên Momo đang lao thẳng xuyên vào bên trong trận chiến. Mọi người rất vui mừng khi thấy Luffy đã trở lại. Momo đang phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt và không thể dừng lại. Trên tầng thượng, Yamato dùng chiêu Shinjuku với sấm sét bao quanh. Luffy và Momo cũng đã tới và ở phía sau. Không thể đợi được nữa, cậu đã chuyển sang dạng Gear 4 Snakerman lao lên tấn công Kaido. Ăn đòn của Luffy và Yamato cùng lúc khiến hắn văng xa trăm mét. Yamato mừng rỡ khi gặp lại Luffy. Luffy cảm ơn cô vì đã giúp mình cầm chân Kaido trong thời gian cậu ăn uống tiệc tùng ở bên dưới. Yamato đang không hiểu con rồng hồng này từ đâu ra. Lúc này Kaido đã bật dậy và bay tới chỗ Luffy. Hắn tức giận hỏi vì sao Luffy sống dài như địa vậy. Ngươi sẽ trở thành vua hải tặc và là con cưng của Oda thì sao mà chết được? Kaido đang tò mò hỏi con rồng này là ai và tên gì. Tuy với vẻ ngoài to đùng nhưng Momo vẫn còn nhút nhát không dám trả lời. Nhưng cậu nhớ đến lúc nhỏ hắn đã ăn hiếp mình và chửi cha mình là một tên ngu xuẩn, nên cậu đã có thêm chút can đảm và nói mình là Momo và sẽ trở thành sọt gun tiếp theo của Wano. Bên dưới tại Hoa Đô Wano, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì và đang tổ chức lễ hội rất vui vẻ. Quay trở lại Onigashima, các con mắt của Bao Hang đang quan sát và thông báo tình hình ở đây cho tất cả mọi người ở bên dưới. Mọi người rất vui khi biết Luffy và Momo vẫn ổn. Ở bên dưới, Inu với lợi thế Sulong đang bón hành cho giáp 5 tuổi. Neko Mamushi cũng đang bón hành cho tên kẹo ngọt, nhưng mặt trăng đã sắp bị mây đen che mất. Inu đã trở lại hình dạng ban đầu và đang cạn kiệt sức lực. Bên này Neko Mamushi cũng vậy và ăn hàng ngàn mũi tên kẹo vào người. Trong lúc đó bên trên đỉnh Onigashima, Yamato nhớ lại rồng hồng Momo lúc còn nhỏ và ước muốn của cậu là trở thành to lớn để hạ Kaido. Tên Kaido sắp phun lửa về phía họ. Luffy cũng kêu Momo hãy phun gì đi, nhưng con rồng hồng mạnh mẽ không làm được gì ngoài né chiêu. Luffy dùng Gear 3 đấm lũ đầu Kaido. Momo nhớ lại lúc Kaido đánh mẹ của mình khi bảo vệ cậu và em gái. Cơn thịnh nộ đã nổi lên. Momo bay tới cắn vào người tên Kaido dù lớp da rồng nhưng cũng khiến hắn đau đến người. Định phun lửa nữa thì Luffy đã lao lên đập hắn méo mồm và khen Momo làm tốt lắm. Ở bên dưới cũng đã nghe được tiếng Luffy và Momo. Tất cả đã rất vui mừng. Luffy đã dẹp đi nỗi sợ hãi của Momo và bây giờ rồng hồng đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Luffy nhờ Momo hãy chặn Onigashima lại vì nó đang rơi xuống Hoa Đô. Còn cậu sẽ lo tên Kaido và hạ hắn bằng mọi giá. Tất cả mọi người bên dưới đã nghe được giọng của Luffy nói và tăng thêm rất nhiều công lực chiến đấu. Ai cũng vui khi nghe được giọng của Luffy. Zoro và Sanji mừng rỡ vì sắp chứng kiến cảnh Luffy trở thành vua hải tặc và đang áp đảo Kin và Win. Sau khi ăn đấm của Luffy thì Kaido đã tức giận quay trở lại trước mặt cậu và nói ngươi nghĩ ngươi có đủ khả năng thắng ta hả? Nhưng Luffy rất tự tin và bảo chỉ cần ta còn sống thì ngươi không đủ tuổi. Sau đó lao vào đấm với Kaido. Đòn đánh của cậu và Kaido làm bầu trời vỡ ra và mặt trăng đã xuất hiện trở lại với lợi thế đó. Inu và Neko Mamushi đã hóa lại Sulong. Bitmom cũng đang nóng lòng muốn hạ Kid và lao.
Yamato đang bị chảy máu có lẽ là vì đòn đánh trước đó của Kaido. Luffy nhờ cô hãy cùng Momo ngăn cản Onigashima. Thấy Momo định bỏ đi, Kaido đã lao tới và bị chặn lại bởi Yamato. Luffy dùng chiêu cao su lôi đầu tên Kaido quay lại. Momo đang lao xuống dưới không phanh. Yamato bảo bây giờ cậu là rồng và có thể tạo ra mây để nắm lấy chúng rồi đi lên bầu trời một cách dễ dàng. Momo sau một chút bình tĩnh thì cậu đã làm được. Trong lúc đó với lợi thế su lông Nekoma Mushi quan sọt tên kẹo ngọt chỉ với một đòn. Phía bên Inu cũng vậy, rất 5 tuổi đã bị hạ một cách nhanh chóng. Mọi người rất mừng rỡ vì Neko đã chiến thắng và trả thù được cho Pedozo. Tên Ojichi đã thấy được rất 5 tuổi bị hạ một cách dễ dàng và hắn đang toan tính gì đó. Quay lại đỉnh sọ, Kaido bảo Luffy nếu ngươi thua thì tất cả người dân vương quốc này sẽ trở thành nô lệ của ta. Hòn đảo này sắp đáp xuống Hoa Đô và hủy diệt Hoa Đô, nhưng Luffy bảo Momo sẽ ngăn được nó. Kaido với vẻ mặt khinh thường bảo Momo sẽ chẳng làm gì được và ngươi sẽ chết dưới tay của ta hết. Momo đang tiếp tục bay bằng cách nắm hỏa vân, đột nhiên những hòn đá liên tục rơi xuống. Yamato đã nhận ra không chỉ đá rơi mà toàn bộ hòn đảo đang vỡ vụn. Có lẽ sức mạnh của Kaido đang suy yếu và hỏa vân do Kaido tạo ra đang bất ổn. Trận chiến của Kaido và Luffy càng diễn ra gay gắt thì hòn đảo sẽ nhanh vỡ vụn thêm. Bây giờ việc của Yamato và Momo là cố ngăn chặn hòn đảo. Nếu để nó tiếp tục rơi xuống thì Hoa Đô sẽ bị diệt vong. Yamato kêu Momo hãy tạo hỏa vân để ngăn chặn Onigashima giống như Kaido đã làm. Nếu không, tình trạng tệ nhất khi Kaido kiệt sức thì hòn đảo sẽ rơi xuống và với một số lượng lớn vũ khí và chất nổ thì tất cả Hoa Đô và Onigashima sẽ bị diệt vong. Tên ngốc Momo còn đòi ngăn Luffy lại, nhưng Luffy đang gánh vác trọng trách rất lớn, chỉ có cậu mới hạ được Kaido. Chuyển cảnh tới sàn biểu diễn, Sanji đang bị ăn hành từ Win và cậu đã bị gãy vài cái xương sườn và cơ thể cậu đang có hiện tượng lạ gì đó. Zozo đang đối đầu với Kin và đã chém đứt một cái gai trên mặt nạ của tên Kin đang tức giận đã vậy còn bị Zozo khiện nữa mới cay. Hắn đã chuyển sang dạng khủng long và bắn vô số vết cắt từ đôi cánh của hắn, chém bay tất cả những tên lính gần đó và chém banh đít tên Win. Đòn tấn công quá mạnh khiến Zozo văng ra tới chỗ của Phở Janky. Tên Kin đang đi ra tới chỗ Zozo để đập vì món nợ mất gai. Còn tên Win thì đang hành Sanji và đòi cậu dùng đến chiến giáp giống như lúc đánh với Kin để cứu Momo, nhưng Sanji nhất định không dùng. Kin đã tới chỗ Zozo và cả hai lao vào choảng nhau. Zozo lại xin một miếng trên mặt nạ của Kin, nhưng đòn đánh của hắn làm cậu bay xa ra bên ngoài. Kin đang rất cay cú Zozo vì mặt nạ bây giờ như một miếng ve chai. Hết tập 1052, cảm ơn mọi người đã xem.